Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm dầu dừa. Dầu rất là thơm, ra được nhiều dầu và làm rất là đơn giản. Nếu quan tâm xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn FD của mình. Đầu tiên, khâu chọn dừa để làm dầu dừa rất là quan trọng. Thông thường mình sẽ chọn những quả dừa thật là khô, hoặc là những cái quả dừa nó có những cái mọng hơi nhỏ như thế này, thì cái lượng dầu dừa nó cho ra sẽ rất là nhiều. Mình sẽ đập cái quả dừa này. Quả dừa này tuy nó có mọng nhưng mà phần cơm dừa thì nó không hề bị hư, như vậy là mình sẽ sử dụng được. Dừa sau khi bổ đôi thì mình sẽ mang ra chợ để nhờ người ta bào và ép lấy nước cốt dừa. Với 5 quả dừa thì mình đã nạo được 1,5 kg dừa và mình ép ra được 2 cái bịch nước cốt dừa như thế này. Cái bịch nước cốt dừa bên này là mình ép ra từ dừa khô mà hoàn toàn không cho thêm nước. Còn cái bịch nước cốt dừa này là mình ép và có thêm nước. Sau khi nước cốt dừa được ép xong thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 hoặc 4 giờ. Hoặc mình để qua đêm cũng không sao. Với cái túi nước cốt dừa mà mình có vắt thêm với nước thì mình sẽ cắt một lỗ nhỏ bên dưới của túi để mình lấy cái phần nước thừa ra và mình giữ nguyên lại cái phần nước cốt dừa đậm đặc ở bên trên. Mình cho phần nước cốt dừa đậm đặc ở trên này vào trong chảo. Túi nước cốt dừa đậm đặc thì mình cũng cho vào chung. Và anh chị em và các bạn thấy đó, nó sệt lại giống như là kem. Mình sẽ mang phần nước cốt dừa này đi nấu với lửa lớn. Trước đây việc làm dầu dừa rất là mất thời gian, bởi vì nó không có máy ép. Chủ yếu là mình sẽ nạo dừa, sau đó vắt bằng tay. Mỗi lần vắt thì cho thêm nước. Chính vì vậy thời gian mình nấu dầu dừa nó sẽ rất là lâu. Còn hiện tại thì mình đã ép dừa khô, không cho thêm nước, hoặc là sử dụng một lượng nước rất ít, cho nên thời gian mình làm dầu dừa sẽ rất là nhanh. Sau khi bắt đầu mình nhìn thấy cái phần dầu dừa nó nổi lên trên thì mình sẽ nấu với lửa trung bình. Thỉnh thoảng mình cũng sơ nhẹ để nó không bị khét ở dưới đáy chảo. Sau khi lượng dầu dừa nó ra bắt đầu hơi nhiều, mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ. Lúc này thì mình cũng thường xuyên cào nhẹ để nó không bị khét. Khi cái phần dừa này nó hơi khô lại thì mình sẽ hạ xuống cái mức lửa nhỏ nhất để dầu dừa ra từ từ. Cũng không cần phải đảo liên tục giống như khi nãy. Khi mình còn nhỏ, lúc mà bà nội mình thắng dầu dừa đến giai đoạn này thì chắc ăn mình sẽ cầm sẵn một cái chén và một cái muỗng để chờ đợi. Phần dừa này nó có một cái tên gọi rất là ngộ nghĩnh. Người ta thường gọi nó là cứt dừa. Nếu anh chị em và các bạn muốn cái dầu dừa nó trắng thì phần cơm dừa nó vàng như thế này là mình sẽ tắt lửa. Còn nếu như anh chị em và các bạn muốn dầu dừa nó vàng hơn một tí thì mình sẽ để cho phần dừa này nó vàng thêm. Mình sử dụng một cái tô thật là khô và một cái rây cũng thật là khô.
Mình cho dầu dừa vừa thắng ra tô. Mình ép chặt cho dầu dừa ra hết. Dầu dừa có màu vàng nhạt và có mùi rất là thơm. Dầu dừa sau khi để nguội hoàn toàn thì mình sẽ cho vào lọ để dùng dần. Thông thường mình sử dụng lọ thủy tinh để bảo quản dầu dừa được lâu hơn. Chúc anh chị em và các bạn làm được những lọ dầu dừa rất là thơm ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.